Dạ em chào quý vị khán giả, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Bạn giới thiệu về mình, bạn tên là gì? Dạ em tên Đào, năm nay em 28 tuổi. À, Đào đang công tác ở đâu? Em ở nhà em buôn bán ẩm thực á chị. Quán ăn hay em ẩm thực hay? Dạ. Rồi bây giờ mình đợi bạn trai của mình ra nha. Mời bạn trai. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh. Nhiều quà quá. Anh tên gì? Dạ em là Lê Hoàng Vinh, năm nay em 37 tuổi. Hoàng Vinh làm nghề gì? Dạ em là tổ trưởng tổ bảo vệ ngân hàng Sacombank. Có thể giới thiệu sơ cho bạn nữ biết hiện nay cuộc sống như thế nào? Em thì đã có một lần lập gia đình và đã ly hôn được gần 3 năm và đã có một cháu. Hiện tại đang ở với mẹ của cháu. Cháu lớn chưa? Dạ năm nay được 8 tuổi. Không. Rồi, đó là sơ yếu của chàng trai bên đây. Còn cô gái thì sao? Đào, mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình mà cũng đã kết hôn, mà cũng đã gãy đổ. À, là bạn cũng đã kết hôn một lần rồi. Bao lâu rồi bạn? Chắc gãy đổ cũng được 7 năm rồi đó chị. Có nghĩa là lúc đó mình lấy lập gia đình là còn trẻ lắm. Bây giờ mình 28, 7 năm là 21 tuổi là đã chia tay rồi. Dạ. Vậy là chắc là chưa có em bé hả? Dạ có rồi chị. Có luôn rồi, vậy em bé bao nhiêu tuổi? Bé trai 7 tuổi chị. Vậy lý do tại sao mình chia tay? Anh gia trưởng với lại không biết quan tâm tới vợ con. Cứ đi ăn nhậu về là anh hả vợ con. Rồi bây giờ mình mong muốn tìm được một nửa của mình hiện tại cái chuẩn như thế nào? Chỉ mong muốn cái người sau của em là không gia trưởng, đừng có keo cười kiệt, với lại biết quan tâm chăm sóc gia đình, với lại yêu thương mẹ con em. Những ưu điểm của bạn là gì? Em rất thích nấu ăn. Thích nấu ăn? Dạ. Điểm yếu của mình là gì? Em rất dễ xúc động. Thường những người rất là tình cảm hay là như vậy? Đó một lần là lỡ đò rồi. Chúng ta sẽ rút kinh nghiệm gì ra để chuyến đò sau cho nó trọn vẹn, đi đến nơi đến chốn. Em với bạn bên đó thì cũng đã có một lần đổ vỡ rồi. Nếu mà có duyên thì hai người gặp nhau thì sẽ cùng nhau vun đắp hạnh phúc. Mỗi ngày nó sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng bạn cần người phụ nữ thế nào? Em cần phụ nữ hiền, đảm đang, biết tôn trọng người lớn và lo lắng cho gia đình. Từ ngoại hình? Ngoại hình dễ nhìn là được. Bạn có những tật xấu gì có thể nói cho bạn kia biết luôn? Xấu thì em ngủ hơi ngáy một chút anh. Ngủ ngáy hả? Hơi ngáy thôi anh, bữa nào mệt lắm thì mới ngáy anh. Rồi tật xấu gì nữa? Dạ hơi, em thì cũng hơi nóng tính một chút. Cái đó là phải rút kinh nghiệm đó. Dạ. Nóng tính có gia trưởng không bạn? Dạ không chị ơi. Hãy bạn nói cái công việc bạn làm ẩm thực là cụ thể là bạn làm? Em buôn bán điểm tâm sáng tại nhà á chị. Có bữa thì em bán phở, có khi em bán cơm chiên Dương Châu. Tùy mỗi ngày em đổi một món. Mà mình là làm bán ăn sáng hay là bán cả ngày? Buổi sáng em bán đồ ăn sáng, còn chiều trưa thì em bán đồ ăn cho mấy đứa học sinh. Chà, vậy là cực lắm, làm quần quật suốt luôn ha. Dạ, 3 giờ sáng đã vậy. Mình làm mẹ đơn thân như vậy thì rất là giỏi đi. Bạn có thể nấu được tất cả bao nhiêu món? Cũng nhiều hả chị? Món nhậu em cũng làm được. Vậy hả? Anh có những cái sở trường nào? Thì em biết nói chung hát thì cũng được mà không có hay. Thôi kệ đâu, cứ không hay mà không bằng hay hát. Cứ coi như món quà gặp mặt đi. Mình hát cho bạn nữ bên đây nghe một câu, bạn bên đây buồn lắm, không có cười. Hát bài Lâu Đài Tình Ái, hát rồi. Hát một đoạn. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chút xíu mình gặp bạn gái bên kia đó. Giờ cao điểm mới chuẩn bị bấm nút hát bài này nha. Hôm nay anh có đi với người thân của anh không? Dạ em đi với chị gái của em. Chị gái hả? Chúng tôi muốn nói chuyện một chút xíu với chị gái. Xin chào MC Quyền Linh với lại Cát Tường. Dạ. Chào chị. Giữa cuộc trao đổi nãy giờ thì chị cảm nhận thế nào về cô gái bên kia? Cô gái cũng dễ thương, thấy ăn nói cũng duyên dáng, cũng hiền lành. Chị có lo lắng là nếu như em chị đi một bước nữa nó như thế nào không? Nếu mà hai bên mà tìm hiểu nhau nó chín chắn hơn, để bước đi một bước nữa thì càng tốt. Dạ. Xin hỏi bạn gái bên kia là bạn còn một người con 7 tuổi nhưng mà có đồng ý để mẹ bước thêm bước nữa không? Dạ bé cũng đồng ý anh Linh. Hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ em đi chung với hai người em gái của em với lại con của em. À có con đi nữa hả? Đâu con bạn đâu? À cái trai ngồi đó phải không? Chào con, chào hai em. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Nguyễn Linh. Bạn chào anh. Chào bạn. Thế anh này sao? Được không? Dạ anh này cũng được.
Anh cũng hiền. Anh hiền có đáp ứng cái những cái yêu cầu của chị em đưa ra được không? Dạ, theo em nghĩ thì anh cũng được 80%. Và điều cái cửa ải mà có thể vượt qua được đó chính là con của chị ấy. Rồi chú Linh hỏi con này, con tên là gì? Long. Tên là Long hả? Con học lớp mấy rồi? Lớp 2. Con có muốn mẹ mình lấy chồng không? Dạ muốn. Nếu mà mẹ đi lấy chồng rồi con ở với ai? Ở với bà ngoại. Con nhìn chú này con thích không? Thích. Cảm ơn con. Chị nghĩ là em rất là hạnh phúc. Rất là may mắn. À, có thể cái đường tình cảm mình chưa có tìm được một cái đối tượng, nhưng mà yên tâm, em còn rất là trẻ, mới có 28 tuổi thôi, tương lai còn rất là dài. Và chị tin chắc chắn rằng đến một ngày nào đó gần đây nhất, chị mong là em sẽ chạm tay được đến hạnh phúc của mình. À, con trai rất là dễ thương, đó là cái động lực cho mình. Cái Tường hay cảm động lắm. À, mỗi lần mà thấy một cái người đồng cảm nào như vậy là cái Tường cũng khóc. Và tôi tin rằng những người phụ nữ luôn luôn mạnh mẽ trong những hoàn cảnh thế này. Những giọt nước mắt đó nó sẽ là những động lực để chúng ta hướng tới một tương lai tốt đẹp. Dạ. Yeah. Hai em khóc rồi. À, chị sẽ xem anh ấy, nhưng mà chị không biết là bạn trai bên này có phù hợp với em hay không. Nhưng mà chị tin chắc chắn rằng em sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Dạ, yeah, em cảm ơn chị. Cười lên, cười tươi lên. Có con trai rất là dễ thương. Em chào chị. Dạ, chào anh. Em có món quà em gửi cho chị. À, tưởng đâu tặng lộn người chứ. Cảm ơn anh. Gửi anh Quyền Linh. Rồi, cảm ơn bạn nhiều nha. À, hồi nãy giờ là cũng xúc động quá nên không muốn nói được gì nhiều. À, anh, nếu mà bây giờ mà mình hợp nhau đó, thì theo anh nghĩ thì bao nhiêu lâu mình có thể tiến tới hôn nhân được? Trong khoảng một năm đó chị. Trong khoảng một năm. Bây giờ anh cũng có con rồi. À, bạn gái bên đây cũng có con rồi. Thì nếu như mình lấy nhau, anh có muốn có thêm con nữa không? Dạ, điều đó thì chắc chắn phải có chị. Chắc chắn phải có. Anh không ngại, ta nói con anh, con em, con chúng ta vậy ta. Dạ không, vậy nếu mà mình chấp nhận đến với nhau thì nói chung con thì con của ai cũng là con hết. Nãy con nó ở với ngoại, nhưng mà bản thân Tường không thích điều đó. Con phải đi theo mẹ, phải có cha có mẹ. Anh có thể chăm lo được cho bé không? Dạ, điều đó thì trong khả năng của em là chăm sóc được. Anh nói gì một câu với bé em nghe thử, rồi mới làm mai được. À, chú hứa thương con, lo cho con trong thời gian sắp tới. Cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, chúng ta kéo màn lên để hai người có thể gặp nhau và cùng chia sẻ với nhau. Anh và chị sẽ có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Nãy giờ mình ngồi cách nhau bức màn, anh cũng tâm sự rồi, em nghĩ gì về anh? Thì em thấy anh cũng chân thật, mà thấy tương tá thì cũng tương xứng với em rồi đó. Cảm ơn em. Theo quan điểm của em trong cuộc sống đó, là mình cần điều gì nhất trong cuộc sống vợ chồng? Em cần một người chồng biết cách sống và biết quan tâm tới gia đình. Mỗi người đàn ông của em quan tâm gia đình là em ấn tượng như là anh Quyền Linh. Cảm ơn bạn. Nhưng mà anh cỡ khoảng cỡ 80 giống như anh Quyền Linh là ok rồi. Okay. Anh cũng có ý nghĩ như em, cũng muốn mong tìm được một người bạn và một người vợ. Dạ. Cũng biết chăm lo cho gia đình và lúc nào cũng biết nghĩ gia đình, chia sẻ với mọi người và kính trên nhường dưới là điều anh quan tâm nhất. Những chuyện đó là cái đó là em làm được hết. Ok. Thì anh nghĩ với anh với em thì cũng có duyên gặp nhau ngày hôm nay, thì mình sẽ có một cái cuộc hẹn hò. Dạ. Và sẽ cùng nhau vượt qua những cái thử thách mà nỗi đau mà anh với em phải gánh chịu trong thời gian qua. Dạ. Nãy anh Quyền Linh có nói là khi nào em với anh nhìn mặt nhau đó, anh hát một bài gì đó, anh hát đi. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm chăng nào tới, đợi chiều vàng hôm lên làng tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Với 3 tiếng đếm,
ta sẽ quyết định. Và tôi nghĩ rằng những giây phút này là giây phút hết sức là thiêng liêng với hai người, để chọn người đi tiếp cái con đường của mình còn lại là điều quan trọng lắm. Suy nghĩ cho kỹ, lâu đài tình ái có được xây hay không? Một, hai, ba. Chúng ta có thể nắm tay nhau để cảm nhận về nhau. Xinh đẹp về bán cơm chắc đắt lắm nè. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Về phụ bảo bán cơm bảo vệ luôn nha. Bậy bậy à, giờ về phụ là nhiều khi bán ế. Trời ơi. Chị bảo vệ, cứ làm bảo vệ, bên đây người ta bán cơm, ta cứ bán cơm. Chứ mà về phụ rồi dựng bán không đắt nữa đâu. Con thấy vui không con? Hả? Con trai chúc gì với mẹ với chú đi. Chúc mẹ chú được hạnh phúc. Hay quá. Một cặp vé xem phim tặng anh chị. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều buổi xem phim để hiểu hơn về nhau. Chúc mừng anh chị, chúc anh chị hạnh phúc. Đây là quà tặng xịt thơm miệng thảo dược Relax tặng cho anh chị. Dạ, cảm ơn chương trình. Chúng ta hãy nắm tay và đi xem phim.